xưa khi quê hương còn nhiều gian khó, vượt bao sóng gió Tân Hiệp Phát chúng tôi hình thành, con sông đất Việt vươn mình bay ra biển lớn, tự hào thương hiệu chất lượng xanh với Nam Châu. Tân Hiệp Phát những con người chính trực, làm chủ bản thân yêu cộng đồng xã hội, không chỉ không thể đưa cuộc sống đi lên, hòa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Bình Dương Hà Nam biết chúng ai miệt mài sản xuất, Hậu Giang năm nay sự sống mới với bao sản phẩm, nơi người tiêu dùng thêm niềm tin yêu cuộc sống, sức khỏe tăng cường tinh thần sảng khoái vui tươi. Tân Hiệp Phát những con người chính trực, làm chủ bản thân yêu cộng đồng xã hội, không gì không thể đưa cuộc sống đi lên, thỏa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Còn nhiều gian khó, vượt bao sóng gió Tân Hiệp Phát chúng tôi hình thành, con sông đất Việt vươn mình bay ra biển lớn, tự hào thương hiệu chất lượng xanh với Nam Châu. Tân Hiệp Phát những con người chính trực, làm chủ bản thân yêu cộng đồng xã hội, không gì không thể đưa cuộc sống đi lên, thỏa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Bình Dương Hà Nam biết chúng ai miệt mài sản xuất, Hậu Giang hăng hái xuân sông ơi với bao sản phẩm, với người tiêu dùng thêm niềm tin yêu cuộc sống, sức khỏe tăng cường tinh thần sảng khoái vui tươi. Tân Hiệp Phát những con người chính trực, làm chủ bản thân yêu cộng đồng xã hội, không gì không thể đưa cuộc sống đi lên, thỏa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Tân Hiệp Phát những con người chính trực, làm chủ bản thân yêu cộng đồng xã hội, không gì không thể đưa cuộc sống đi lên, thỏa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Thỏa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Thỏa mãn khách hàng hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.